Đơn này trả hàng là đơn DT11. mã DT11. Khách báo là hàng lỗi không hoạt động. Mình sẽ kiểm tra nhé. Bóc sao kiểm. Đèn sáng này. Bên mình sẽ reset cứng luôn để tránh việc khách hàng cài linh tinh nó lỗi nhá. Sợ là về khách cài lại. Trước khi đi gửi đi thường bên mình cài cho khách hàng. Điện thoại vào đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ? Từ lúc về chưa cầm? Không biết đâu. Chắc trong túi này. Từ lúc về đến giờ chưa động đến. Hôm nay mang, mang túi đi à? Có à, đeo lệch cả vai, chả để làm gì. Ôi, ngồi một lúc căng chỗ này đau quá. Nào. Đó. Từ vân tay. Chú sẽ gặp hết bay chim ăn thịt người. Tuy nhiên John lại không may mắn như vậy. Tenda này. 4F8 này. Đấy, trên 54F8 nhé. Đây, 54F8, ok. Đây, 54F8 này, kết nối nhé. Okay. Bảo đã kết nối này. Mình vào thử này. Là điều đuổi kịp giật lấy ba lô của Tom Phay này, đấy. Thời kỳ, dụng chứng Phay. Trong tháng này đến đúng kế hoạch. Càng quá. Vẫn toàn xem vớ vẩn. Điên à, anh xem vớ vẩn ý, thử vào xem nào. Dụng chứng. Đấy, em bình thường nhé. Kéo xuống phát hiện đấy. Tenda 6254F8. Ok nhé, hoạt động bình thường nhé. Ăn nha.